Xin chào quý vị và bà con nông dân. Theo dự báo, từ đêm nay ngày 17 tháng 9 cho đến hết ngày 20 tháng 9, Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng. Mưa rào và dông sẽ xuất hiện ở nhiều nơi trên khu vực. Vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm cả đợt. Riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và Tuyên Quang có nơi trên ngưỡng 300mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Đáng lưu ý là trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do mưa dồn dập và kéo dài nhiều ngày nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Do mưa lớn, cảnh báo trong thời gian từ ngày 17 đến 20 tháng 9, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 cho tới 3 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1, hạ lưu các sông chính ở dưới mức báo động 1. Bà con và người dân sinh sống ở các khu vực này cần hết sức đề phòng. Trước tình hình trên, ngay từ bây giờ, bà con nông dân ở các khu vực dự báo có mưa lớn cần lên phương án chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại của mưa bão. Cụ thể, với các diện tích trồng rau màu là loại rau rất dễ hư hỏng và thiệt hại do mưa lớn, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con cách chăm sóc cây rau màu vào mùa mưa như sau. Với rau ăn lá thì cần tăng cường chăm sóc, bấm ngọn để cây ra các nhánh phụ nhằm hạn chế chiều cao, tránh đổ ngã, số lượng lá được nhiều hơn. Rau lấy quả thì tỉa bỏ các lá bị sâu bệnh, các cành, nhánh vô hiệu gần gốc để tạo độ thông thoáng cho cây, giảm độ ẩm, có phần hạn chế sự phát sinh, phát triển và gây hại của sâu bệnh. Ngoài ra, trong mùa mưa, do nhiệt độ và độ ẩm tăng cao rất thuận lợi cho nhiều loại côn trùng, nấm bệnh phát triển, gây hại trên nhiều loại rau màu, mà đặc biệt là dưa leo và cà chua, ớt và một số loại rau ăn lá, bà con cần thường xuyên thăm đồng để phát hiện các loại sâu bệnh hại và có biện pháp phòng trị kịp thời, không để dịch bệnh lây lan gây hại trên diện rộng. Khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay sẽ là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo. Thank you.